trường tiểu học Vĩnh Du đến với hội thi kể chuyện và giới thiệu sách dục tiến năm 2023. Em xin giới thiệu câu chuyện Lệ Lâm Quân và Âu Cơ của nhà xuất bản Đà Nẵng. Lệ Lâm Quân và Âu Cơ là truyền thuyết nói về tổ tiên của người Việt Nam, thể hiện niềm tự hào về con rồng cháu tiên, cao quý thiêng liêng. Em muốn lan tỏa ý nghĩa to lớn này cho nhiều người cùng biết đến. Hãy lắng nghe câu chuyện để hiểu thêm về ý nghĩa và nguồn gốc của con người Việt Nam nhé. Trời đất còn hoang vu, một ngày nọ dòng bèn hồng vàng xuất hiện bay lượn sau làn mây ngũ sắc, dòng bay xuống đất hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đó là Lệ Lâm Quân. Một ngày nọ, Lệ Lâm Quân dừng chân bên vách núi, có một con rùa đang bị đá đè, cố gắng vươn cổ thoát thân. Chàng dùng sức mạnh đẩy tảng đá lên, cứu được con rùa. Bỗng nhiên nó hóa thành một chàng ông già quắc thước, cúi đầu cảm tạ và hẹn đến ngày đề đáp công ơn chàng. Khi lão rùa vừa đi khỏi thì bỗng nhiên trời đất mọc tối sầm, mây kéo vần vũ gió ào ào, còn ác điểu khổng lồ xuất hiện liền dùng những chiếc móng nhọn quắc chặt một con chiều trắng. Lại là quân ném một viên đá lớn xuống ức điểu tinh làm nó buông rơi con chim trắng và rơi xuống vực sâu. Chàng mang chim trắng vào trong hang đá, dùng tấm khăn vảnh rồng của mình đắp cho chim. Lệ Lâm Quân vào rừng tìm thức ăn cho chim trắng, lúc trở về hang thì thấy một tiên nữ đầu đội mũ lông chim, tiên y lộng lẫy, đó chính là hiện thân của chim trắng. Nàng có tên là Âu Cơ. Nàng cúi tế trả chàng chiếc khăn, cúi đầu cảm tạ ơn cứu nạn và xin được cùng chàng kết tóc nên duyên. Lệ Lâm Quân đồng ý, hai vợ chồng dựng một mái nhà sàn trên sườn đồi, đó cũng chính là tổ ấm đầu tiên của tổ tiên người Việt. Bỗng một hơn rừng già rung chuyển dữ dội, thì ra đó là một tinh và một giấc ngủ thiền miên. Nó tỉnh dậy và gào thét điên cuồng, tàn phá núi rừng, giết hại muôn thú. Lệ Lâm Quân và Âu Cơ chiến đấu với nó và dùng thanh lao đâm vào mắt tiêu diệt con yêu tinh hung ác. Sau đó họ từ biệt núi rừng về miền châu thổ. Họ đi mãi xuyên rừng vượt núi tới một con sông lớn thì phải dừng lại vì bàng hoàng không biết làm cách nào để qua sông. Thì một con rùa xuất hiện, nó biến thành chiếc thuyền lớn đưa vợ chồng Lệ Lâm Quân qua sông. Đó chính là con rùa chàng đã cứu ngày xưa, nay hiện lên để đền ơn. Thuyền đen xu dòng ra biển thì bỗng nhiên những con sóng khổng lồ ào ạt chạy tới. Đó là con ngư tinh đã mấy ngàn năm tung hoành ngang dọc trên biển cả, gây không biết bao nhiêu tai họa cho dân lành. Ngư tinh lao tới tịch nuốt sống vợ chồng Lệ Lâm Quân, nhưng chàng đã vung giáo lên chống trả. Cuộc chiến giữa người và quái thú diễn ra khốc liệt, nhưng vốn là cốt rồng nên sau cùng Lệ Lâm Quân đã xuyên thẳng mũi giáo vào miệng ngư tinh và hất nó lên không trung. Nó rơi xuống chết, đầu hóa thành một hòn đảo, còn đuôi thì chèn quăng ra biển, hóa thành đảo Bạch Long Viễn ngày nay. Từ đó biển khơi lại trở thanh bình, không còn bị ngư tinh quấy phá nữa. Ngày tháng trôi qua, tình yêu của Lệ Lâm Quân và Âu Cơ ngày càng trở nên thắm thiết. Một buổi sáng đẹp trời, Âu Cơ hạ nhân một bọc trứng, hai vợ chồng cùng xuống và hồi hộp chờ đợi. Rồi trứng biển mình tách vỏ nở ra 100 đứa trẻ dù bẩn thầm hào như những tiên đồng ngọc nữ. Thời gian trôi đi, khi các con trưởng thành cũng là lúc Lệ
đồng quân và Âu Cơ lưu luyến chia tay để đi mở mang đất nước. Âu Cơ đưa 50 người con lên rừng trồng cây gieo hạt, khai khẩn đất đai. Người con cả lên làm vua, đóng đô ở Phong Châu, Phú Thọ, lấy tên hiệu là Hùng Vương, tên nước là Văn Lang. Còn lại Lâm Quân đưa 50 người con xuống vùng biển làm nghề chài lưới. Từ ngày ấy, các núi rừng mọc lên những bản làng trù phú. Mỗi khi thu hoạch xong, mọi người lại tổ chức lễ hội để tạ ơn thần linh đã đem đến cho nhân lành, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn ở miền biển, Lâm Quân cùng các con ra khơi tung lưới, chiều chiều thuyền đánh cá đậu trên cát, đem lại một niềm tâm vui. Trải qua hàng nghìn năm, các phu thường con cháu của Lệ Lâm Quân và Âu Cơ với trí thông minh và lòng dũng cảm đã dẫn dắt người dân Âu Lạc chinh phục tự nhiên, mở rộng bờ cõi. Trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước, các vua hùng cũng trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, tạo nên những cuộc chiến công lừng lẫy bảo vệ bờ cõi. Ngày nay, các dân tộc trên dải đất Việt Nam từ miền xuôi cho đến miền ngược đều tự hào mình là con rồng cháu tiên. Các bạn ạ, ngày nay người Việt Nam gọi mình là con rồng cháu tiên, ý nói đến dòng dõi nhà rồng, cha Lạc Lâm Quân và bộ tộc thần tiên của mẹ Âu Cơ. Vì vậy, dù ở đâu trên đất nước đi chăng nữa thì người Việt vẫn có chung nguồn gốc. Như cha Lạc Lâm Quân và Âu Cơ đã hứa với nhau, tất cả người Việt Nam phải yêu thương, tôn trọng và đùm bọc lẫn nhau, cũng như mang ý nghĩa gắn kết tất cả dân tộc Việt Nam yêu thương cội nguồn là từ trong bọc chung dòng máu Lạc Thông, kêu gọi nhân dân ta đoàn kết, yêu thương và đồng bọc lẫn nhau. Cuối cùng, em xin cảm ơn quý ban giám khảo và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Kính chúc quý ban giám khảo và các bạn vui khỏe. Kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin kính chào ạ.